trên đường này mình còn chụp được nhiều cảnh. Đây mày đây này. Giờ mình phải ra từ từ. Nhảy cổng. Trời biên tập. Đi em ơi, đi em hai. Này đúng là gấm chớ, mẹ chúng nó gọi điện về đây nó bảo chờ có mời Quang không? Tao thì bảo là thế nào Quang nó cũng đến. Mày gọi điện là mày gọi điện về xưởng ấy. Mày gọi điện về xưởng mày nói rõ ràng ấy yêu chị cái này nói tao. Chia chụp lên lên tổ quá em. Bao nhiêu mấy thằng nào mong mày chụp cá rồi phải đấy cảnh. Nhưng mà anh hôm nay anh vẫn còn đang ở Thanh Hóa mà mày mày em quan trọng tao đang ở suối Cá Thần rồi. Tối nó vào hết sạch đây. Đúng rồi, con à. Đi với con cháu nó ở Đức về, con gã nó đi chơi rồi. Thế thôi. Đấy, nó vào đây. Lúc chiều em có ăn cái gì đấy? À, rồi. Có nhá. Một rau thì mà. Có em biết rồi, nhá. Đâu có tháng mấy ông mấy nhỉ? Rồi. Xong chưa? Xong chưa đâu rồi? Đi thằng này. Đi ra. Lấy gì nữa?